Xin chào các bạn, Tùng Chiêu đã trở lại rồi đây. Sau một thời gian thực hiện những video clip về du lịch tại Bangkok thì Tùng Chiêu nhận được những lời đề nghị và những comment của các bạn nói là hãy thực hiện những chuyến du lịch tâm linh tại Bangkok, Thái Lan. Thì hôm nay Tùng Chiêu sẽ đưa các bạn đi thăm tất cả những ngôi chùa nổi tiếng nhất, tâm linh nhất tại Bangkok ha. Hãy theo dõi đến cuối clip để các bạn biết được rằng nếu muốn cầu nguyện về sức khỏe, công danh, sự nghiệp, tình yêu, gia đình và con cái thì các bạn nên đến chùa nào, chuẩn bị lễ vật gồm những gì và cầu nguyện như thế nào ha. Và bây giờ chúng ta đi thôi. Ở Thái Lan thì Phật giáo đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với người dân Thái từ lúc mà họ mới sinh ra cho đến cuối cuộc đời. Và ngày hôm nay thì Tùng Chiêu sẽ đưa các bạn đi tham quan tất cả những ngôi chùa và đền tại Thái Lan. Và nếu các bạn có dịp đến Thái Lan du lịch thì đừng bỏ qua những ngôi đền và chùa này nha. Và Tùng Chiêu đang đưa các bạn đi thăm ngôi chùa Wat Pha Keo mà mọi người vẫn gọi là chùa Phật Ngọc. Và bây giờ chúng ta cùng vào bên trong tham quan xem như thế nào nha. Đi thôi. Và bây giờ Tùng Chiêu sẽ mua vé để các bạn biết là cái giá vé ở đây như thế nào ha. Sẵn quần ha. 1,500 Thập phương không? À, hiện tại giá vé tại chùa Wat Pha Keo là 500 bạt cho một vé một người nha. Và hôm nay là ekip của Tùng thì có 3 người đi thì Tùng mua 3 vé và bây giờ chúng ta cùng vào tham quan nha. Thập phương thơm. Wat Pha Keo thì nằm trong một khuôn viên hơn 90 hecta và chùa thì được xây dựng theo phong cách Ratanakor Sirn, một kiểu kiến trúc xưa của Bangkok. Và khi các bạn tham quan chùa thì các bạn sẽ không thấy các thầy sư hoặc là chú tiểu vì chùa nằm trong khuôn viên của cung điện hoàng gia Thái Lan, do đó chùa được coi là chùa của hoàng gia. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tham quan nha. Dọc theo dãy hành lang hơn 1 km bao quanh chùa là 178 bức bích họa lớn, tinh xảo với nhiều ý nghĩa khác nhau, thể hiện cuộc đời của Đức Phật từ khi đản sanh cho tới khi niết bàn và tu thành chánh quả. Khi các bạn đi dọc hội trường chùa Phật Ngọc thì các bạn sẽ thấy những tác phẩm mô tả 12 người khổng lồ Ramayana, và những người khổng lồ này thì được xem là bảo vệ chùa Phật Ngọc. Và các bạn du lịch đến Bangkok, đáp xuống sân bay Suvarnabhumi thì các bạn cũng sẽ thấy hình ảnh của 12 người khổng lồ này nha. Và điểm đặc biệt nhất của ngôi chùa này chính là bức tượng Phật Ngọc Lục Bảo được đặt trang trọng trên một cái bục vàng cao khoảng 11m. Bức tượng chỉ cao khoảng 66cm như được xem là bảo vật quốc gia. Tượng Phật Ngọc gắn liền với đất nước Thái Lan. Người Thái thường đến đây để cầu nguyện về sức khỏe, công danh, gia đạo. Và vào mùa hè, mùa đông và mùa mưa thì nhà vua sẽ trực tiếp thay xiêm mi cho bức tượng. Ngoại trừ nhà vua thì không ai được phép chạm vào tượng Phật. Khi mà Tùng Chiêu vào bên trong tham quan thì mình có một cảm giác rất là linh thiêng, giống như một có một cái luồng điện nó chạy trong người mình vậy đó. Và nếu các bạn đến đây thì các bạn nên ghé chùa Phật Ngọc để tham quan một lần nha. Thực sự cảm giác nó rất là khó tả.
Khi các bạn bỏ 500 bạc ra để mua vé thì các bạn sẽ nhận được 3 lá vé. Lá vé thứ nhất là các bạn sẽ tham quan chùa Wat Pa Kiao là chùa Phật Ngọc. Lá vé thứ hai thì các bạn sẽ được tham quan bảo tàng. Và bảo tàng thì ngay phía sau lưng Tùng Chiêu. Và cái vé thứ ba thì chúng ta sẽ được xem cái múa truyền thống, múa mặt nạ của Thái Lan. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm bảo tàng nha. Tiếp theo thì Tùng Chiêu sẽ đưa các bạn đi tham quan xem trình diễn múa truyền thống Thái Lan. Tuy nhiên thì đây chưa mở cửa lại. Thì Tùng Chiêu hy vọng là các bạn đến đây du lịch thì có thể xem được phần biểu diễn này trong thời gian sắp tới ha. Và bây giờ Tùng Chiêu sẽ đưa các bạn đi thăm hai ngôi chùa tiếp theo, đó là chùa Wat Pho và Wat Su Thap. Và bây giờ chúng ta đi thôi. Ngôi chùa tiếp theo mà Tùng Chiêu đưa các bạn đến thăm đó là chùa Wat Pho. Các bạn có thể đi BTS đến trạm A Sọt. Từ trạm A Sọt các bạn có thể chuyển line đi MRT đến trạm Sa Nạm Chài và ra cổng Exit 1 thì các bạn có thể đi bộ đến chùa nha. Tùng Chiêu đang đi trong chùa Wat Pho hay còn gọi là chùa Phật Nằm. Chùa được thành lập từ thế kỷ 17 và tính đến nay đã hơn 230 tuổi và được xem là ngôi chùa cổ nhất ở Bangkok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ngắm nhìn ngôi chùa này ha. Chùa Wat Pho có kiến trúc hình tháp, đây là một nét văn hóa rất đặc trưng trong nền Phật giáo Thái Lan và chùa trải rộng trên 8 hecta với rất nhiều tháp lớn và nhỏ khác nhau. Chùa Wat Pho là nơi lưu giữ hàng ngàn bức tượng với rất nhiều tư thế thiền định khác nhau. Và bây giờ Tùng Chiêu sẽ đưa các bạn đi ngắm nhìn những ngôi tượng ở đây ha. Điểm đặc biệt mà chùa Wat Pho thu hút khách du lịch đó chính là pho tượng Phật khổng lồ giác vàng ở tư thế niết bàn mà Tùng Chiêu đang đi bên cạnh đây. Pho tượng có chiều dài hơn 46m và chiều cao khoảng 15m. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ngắm nhìn tượng Phật này ha. Hai lòng bàn chân của tượng Phật có chiều cao khoảng 5,5m với những hoa văn được khảm ngọc nhằm mô tả 108 tướng tốt của Phật Thích Ca Mâu Ni. Du khách đến đây vào thăm, chiêm ngưỡng và làm lễ bái tượng Phật, thường đi một vòng quanh tượng và làm nghi thức trải đồng xu vào 108 chiếc bát đồng được xếp quanh tượng để mang đến may mắn và phước lành. Tùng Chiêu đang có mặt tại chùa Wat Su Thap. Đây là ngôi chùa được nổi tiếng nhờ chiếc đu quay mang tên Sao Chiên Cha. Sao Chiên Cha thì được xây dựng vào năm 1784 và đổi mới lại vào năm 2004. Khách du lịch thường đến đây để chụp hình và check in. Bây giờ Tùng Chiêu sẽ đưa các bạn vào trong chùa Wat Su Thap để xem chùa như thế nào ha. Tùng Chiêu đang có mặt tại chùa Wat Su Thap.
Đây là ngôi chùa được xây dựng từ đời vua Rama 1 và đến mãi đời vua Rama thứ 3 mới được hoàn thành. Và đến đây thì Tùng Chiêu sẽ lễ Phật tại ba lễ đường. Đây là ba cột mốc mà Tùng Chiêu khuyên các bạn nên ghé thăm khi đến chùa Quốc Sư Thách nha. Đến chùa Quách Xu Tháp thì trước tiên chúng ta sẽ tỏ lòng tôn kính với tượng Phật chính là tượng Phật Vrasi Sakyamuni, rất đẹp và uy nghi, được giác vàng lấp lánh. Hầu hết những người đến điện thờ này tin rằng Phật sẽ phù hộ độ trì cho vận may, cuộc sống hạnh phúc. Và sau khi cầu nguyện thì chúng ta sẽ làm công đức tại thùng cúng dường theo như tín ngưỡng. Ở khu vực thứ hai, chúng ta sẽ đến để tỏ lòng thành kính với Đức Phật Siddhartha Muni. Ở đây chúng ta cũng sẽ thấy một tượng Phật nhỏ bằng vàng, đó là Đức Phật Suniwani. Ngài ban trí tuệ uy tín cho những người cầu nguyện. Để bày tỏ lòng tôn kính thì mọi người thường viết lên một lá vàng để làm công đức. Và đây là một hoạt động mà chúng ta nên làm khi thăm ở khu vực thứ hai này ha. Cột mốc cuối cùng không thể bỏ qua ở Quách Xu Thách chính là tượng Thao Quách Xu Oanh. Người Thái tin rằng Thao Quách Xu Oanh là người đứng đầu của các người khổng lồ để bảo vệ con người khỏi những điều xấu xa và ma quỷ. Trước khi chúng ta đi qua hai ngôi chùa tiếp thì chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa ha. Và xung quanh chùa Wat Pha Keo có rất nhiều những quán ăn dọc đường và chúng ta sẽ cùng ghé vào một quán ăn để ăn ha. Địa điểm cho bữa trưa ngày hôm nay mà Tùng Chiêu sẽ ghé chân đó là khu phức hợp Thamaharai, nằm ngay cạnh bờ sông Chafaya, cách chùa Wat Pha Keo và Wat Pho chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Món ăn mà Tùng Chiêu và ekip chọn là món cơm Pakapau, hay còn gọi là cơm thịt heo xào với lá hương nhu, một món ăn truyền thống của Thái Lan mà người Thái có thể ăn vào cả bữa sáng, bữa trưa hay là chiều tối. Tiếp theo là Tùng Chiêu sẽ vào quán After You. Đây là một quán ăn điểm tâm có cả bánh ngọt, nước uống, kem và các món tráng miệng được người dân Thái và khách du lịch vô cùng ưa chuộng. Thành thì order món nước uống chocolate rất ngon và béo. Đếp thì lại chọn món chocolate lava, bao gồm có bánh chocolate, kem vani và dâu tươi. Còn mình thì chọn kakigori vị xôi xoài, đây là một trong những món đặc trưng của quán.
Tùng Chiêu đang có mặt ở chùa Wat Saket. Wat Saket là một ngôi bảo tháp bằng vàng nằm trên một đỉnh núi nhân tạo cao khoảng 80m. Wat Saket được xây dựng vào thời Ayutthaya dưới sự trị vì của vua Rama thứ ba. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lên Wat Saket để xem như thế nào ha. Chùa Wat Saket thì nằm trên một đỉnh núi và muốn lên Wat Saket thì chúng ta sẽ đi qua 300 bậc thang được xây dựng uốn lượn. Và bây giờ chúng ta thử lên trên xem như thế nào ha. Dọc đường lên Wat Saket thì có một bức tường chuông như thế này. Khi có nhiều khách du lịch đến đây tham quan và đi sẽ tạo thành một cái âm thanh rất là hay, giống như thế này đây. Khi bạn đến thăm chùa Wat Saket thì các bạn nhớ lưu ý, ở đây có cái bảng là no sitting, có nghĩa là cấm ngồi ở đây vì nó rất là nguy hiểm, đặc biệt là những bạn nào mà mang theo trẻ em nha, thì nhớ là dặn các bé là không được ngồi lên thành này. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi lên trên xem chùa như thế nào ha. Khi đến Wat Saket thì mọi người sẽ cúng dường khoảng 20 bạt để có thể lấy bông và lấy nhang để thắp nhang cho Phật. Ở Thái thì có một nghi thức là dán cái miếng vàng này lên trên tượng Phật nha. Tùng Chiêu đang đứng tại ngôi chùa Quách Bạc Nám. Quách Bạc Nám là ngôi chùa được xây dựng từ thời Ayutthaya vào khoảng năm 1610. Mặc dù ngôi chùa đã có nhiều năm tuổi nhưng kiến trúc của ngôi chùa được kết hợp giữa cổ kính và hiện đại. Ở chùa Quách Bạc Nám thì có một ngôi tượng Phật cực kỳ to đặt ở giữa trung tâm ngôi chùa. Và bây giờ thì chúng ta cùng đi thăm ngôi chùa này nhé.
Quách Bắc Nám được xây dựng theo hình bảo tháp bao gồm cấu trúc 3 phần. Phần đầu tiên đó là trung tâm thiền định, phần thứ hai là phần bảo tàng và phần thứ ba là phòng xá lợi Phật giáo. Ngoài ra thì khi chúng ta lên tầng cao nhất của bảo tháp thì đây là nơi mà chúng ta có thể quan sát được rõ nét nhất chân dung của tượng Phật khổng lồ. Địa điểm mà Tùng chưa đưa các bạn đến đó là một ngôi đền vô cùng linh thiêng dành cho những ai muốn cầu nguyện về tình duyên. Các bạn có thể đi BTS đến trạm Xích Lõm, từ đó các bạn có thể đi theo lối đi bộ Skywalk đến trung tâm mua sắm Central World. Ngôi đền này thì nằm trước Central World và mở cửa 24/24. Hi, Tùng Chưa đang có mặt ở đền Timurati. Đây là một ngôi đền dành riêng cho những bạn còn độc thân và muốn cầu chuyện tình duyên. Người Thái quan niệm rằng đây là một ngôi đền rất rất linh thiêng với những bạn ế và muốn có người yêu. Khi mà các bạn đến đây vào mỗi thứ ba, thứ năm hàng tuần mang đúng lễ vật để cầu chuyện tình duyên thì chắc chắn sẽ nên đôi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng cầu nguyện tình duyên nha. Để cầu nguyện chuyện tình duyên tại đền Tiramuthi thì Tùng Chiêu sẽ hướng dẫn các bạn cầu nguyện như sau nha. Đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng một bó hoa hồng gồm 9 bông hoa đỏ, 9 cây nhang đỏ, 2 cây đèn cầy đỏ và 1 lá bùa cầu duyên màu đỏ. Và các bạn lưu ý là tất cả đều phải màu đỏ nha. Và các bạn yên tâm là tất cả lễ vật cúng này đều được bán nguyên bộ ngay trước đền luôn. Và sau khi cầu nguyện, nếu mà ước nguyện của các bạn thành hiện thực thì các bạn nhớ đưa người yêu quay trở lại đây để tạ lễ nha. Và cách các bạn tạ lễ là sẽ cúng bằng một trái dừa tươi hoặc là một hộp sữa, tuyệt đối không được cúng bằng đồ mặn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngôi đền tiếp theo xem đó là đâu nha. Nằm gần với đền thờ Timurati đó chính là tượng thần tứ diện. Bốn mặt của thần tứ diện thể hiện cho tài lộc, công danh, may mắn và hạnh phúc. Để đến được đây bạn có thể đi BTS đến trạm xe giảm, sau đó đi bộ theo lối Skywalk tầm 10 phút là đến được đền. Khi cúng thần tứ diện thì cần 12 cây nhang màu vàng, 4 vòng hoa nhài màu vàng và 4 cây nến màu vàng. Chúng ta sẽ chia đều lễ vật cho bốn mặt của thần và đi theo chiều kim đồng hồ để cúng và cầu nguyện. Tất cả lễ vật đều được bán bên trong và ngoài đền. Tùng Chia đang có mặt ở đền Erawan, một ngôi đền rất linh thiêng của người Thái. Và tất cả khách du lịch khi đến Thái Lan đều ghé đền Erawan để cầu nguyện. Đặc biệt là khách Việt Nam, Hồng Kông, Macau, Trung Quốc và những người Hoa Kiều định cư ở Mỹ cũng thường đến đây để cầu nguyện. Và họ cầu nguyện về đường con cái. Khi mà điều ước của họ thành hiện thực thì họ sẽ đưa con cái tới đây để tạ lễ. Sau khi cúng thần xong, nếu như điều ước của các bạn thành hiện thực thì các bạn nhớ quay trở lại đây để tạ lễ nha. Và đặc biệt ở đây có một nhóm múa có thể thuê để biểu diễn trong khi các bạn tạ lễ để đúng nghi thức hơn.
Trong chuyến du lịch tâm linh ngày hôm nay thì Tùng Chiêu có 3 lưu ý nhỏ dành cho các bạn. Thứ nhất là về trang phục, với những bạn nữ thì tránh mặc đồ quá mỏng hoặc là quá ngắn, và với những bạn nam thì tránh mặc quần trên đầu gối nha. Còn về chuyện nói chuyện và đùa giỡn thì các bạn đến chùa hoặc là đền thì nói nhỏ, nói nhẹ để tránh ảnh hưởng tới người khác. Và thứ ba là một số chùa hay đền sẽ quy định về việc cấm quay phim chụp ảnh, nên các bạn nhớ lưu ý về điều này nha. Việc thắp hương dâng lễ cầu nguyện thần tứ diện là hành động hướng thiện. Bạn chỉ cần thật sự trọn vẹn tin vào điều tốt mà bạn mong muốn thì thần sẽ luôn phù hộ cho bạn. Vậy là chúng ta đã có một chuyến du lịch tâm linh thật nhiều trải nghiệm rồi đúng không? Tùng Chiêu hy vọng rằng mọi người có thể sớm trở lại Thái Lan để du lịch và khám phá. Còn các bạn muốn thăm địa điểm nào tiếp theo thì hãy comment trong phần bình luận của video clip nha. Tùng Chiêu sẽ đến đó quay hình để gửi đến các bạn. Và hy vọng rằng các bạn sẽ có những giây phút coi video clip thật vui và thật bổ ích. Nhân đây thì Tùng Chiêu muốn gửi lời cảm ơn đến Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT tại Việt Nam đã đồng hành với Tùng Chiêu trong series du lịch tại Bangkok. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.